Những điều cần biết về amino acids hay acid amin, thực hiện do dược sĩ Hoài Vi, Doctor Pharmacy của nhà thuốc Tây P&T Pharmacy. Những lợi ích của amino acid là giúp tiêu hóa thức ăn, phát triển và sự chữa mô cơ thể, tạo kích thích tố và hóa chất não, dẫn truyền thần kinh là neurotransmitter, cung cấp nguồn năng lượng, duy trì làn da khỏe mạnh, tóc và móng tay, xây dựng cơ bắp, tăng cường hệ thống miễn dịch, duy trì hệ thống tiêu hóa bình thường. Amino acid là khối xây dựng của protein, là chất đạm, là một chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết trong cơ thể. Sau khi ăn, protein sẽ được chuyển hóa thành amino acid. Cơ thể có hàng ngàn loại protein khác nhau và mỗi loại có những nhiệm vụ quan trọng khác nhau. Mỗi protein có trình tự amino acid riêng và mỗi trình tự amino acid có hình dạng và chức năng riêng. Amino acids được phân thành 3 nhóm. Nhóm 1, essential amino acids hay acid amin thiết yếu. Nhóm 2, non-essential amino acids hay acid amin không thiết yếu. Nhóm 3, conditional amino acids hay acid amin có điều kiện. Các amino acids mà cơ thể không thể sản xuất được gọi là acid amin thiết yếu, phải hấp thụ từ thực phẩm. Những amino acids đó là theo thứ tự bảng chữ cái: histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan và valine. Histidine giúp tạo ra một chất hóa học trong não, chất dẫn truyền thần kinh neurotransmitter, được gọi là histamine. Histamine đóng một vai trò quan trọng trong chức năng tiêu hóa, miễn dịch, giấc ngủ và tình dục. Isoleucine có liên quan đến quá trình chuyển hóa cơ và chức năng miễn dịch và điều chỉnh năng lượng và giúp cơ thể tạo ra huyết sắc tố hemoglobin. Leucine giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, chữa lành vết thương, giúp phát triển và sửa chữa các mô cơ và giúp cơ thể tạo ra protein và hormone tăng trưởng. Lysine quan trọng cho chức năng miễn dịch, hấp thụ chất canxi, calcium và giúp cơ thể sản xuất hormone và năng lượng. Methionine giúp hấp thụ các khoáng chất thiết yếu như selenium và zinc và cũng giúp phát triển mô và giải độc cho cơ thể. Phenylalanine cần thiết cho việc sản xuất các chất truyền tin hóa học trong não bao gồm epinephrine và norepinephrine và dopamine và các chất amino acid khác. Threonine giúp chuyển hóa chất béo và chức năng miễn dịch và có một vai trò quan trọng cho elastin và collagen. Những protein này cung cấp cấu trúc cho da và mô liên kết với nhau và chúng cũng giúp hình thành máu đông lại và ngăn ngừa máu chảy. Tryptophan giúp tạo ra một chất hóa học trong não, chất dẫn thần kinh neurotransmitter serotonin, điều chỉnh tâm trạng buồn vui, giấc ngủ và sự thèm ăn. Và tryptophan cũng giúp duy trì sự cân bằng chất nitrogen trong cơ thể. Valine quan trọng cho sự phát triển cơ bắp, tái tạo mô và tạo ra năng lượng. Non-essential amino acids hoặc acid amin không thiết yếu là những chất cơ thể sản xuất được là alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine và tyrosine. Một số amino acid không thiết yếu được phân loại là có điều kiện, có nghĩa là chúng chỉ được coi là thiết yếu khi bị bệnh hoặc bị căng thẳng, là arginine, cysteine, glutamine, tyrosine, glycine, ornithine, proline và serine. Các amino acids thiết yếu có thể tìm thấy được trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thực phẩm có chứa tất cả các amino acid thiết yếu được gọi là protein hoàn chỉnh. Được tìm thấy trong thịt gia cầm, thịt bò, cá, trứng, sữa đậu nành và cừu mạch. Protein động vật được cơ thể hấp thụ và sử dụng dễ dàng nhất. Thực phẩm có chứa một số nhưng không phải tất cả các amino acid thiết yếu
là protein không hoàn chỉnh, bao gồm các loại hạt, đậu và một số ngũ cốc khác. Nếu theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay, cần nên bổ sung thêm để đảm bảo hấp thụ đủ các amino acid cần thiết. Amino acids là các khối xây dựng của protein. Chúng là phần tử mà tất cả sinh vật sống cần để tạo ra protein để giúp cơ thể hoạt động bình thường. Chỉ cần có một chế độ ăn uống cân bằng là có đủ các chất amino acid cần thiết cho một cơ thể lành mạnh. Những thông tin này nhằm mục đích chia sẻ tài liệu tham khảo bổ ích về y tế và sức khỏe, không thể sử dụng để thay thế sự chẩn đoán hoặc ý kiến bác sĩ của quý vị trong bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Chương trình được tài trợ bởi nhà thuốc tây VNT Pharmacy, do dược sĩ Việt Nam điều hành với nhiều năm kinh nghiệm. VNT Pharmacy có hai địa điểm để phục vụ quý vị. Địa điểm 1, tọa lạc tại 3850 West Waters Avenue, Tampa, Florida 33614. Số điện thoại 813-443-4732. Số fax 813-443-4789. Email vntpharmacy@gmail.com. Địa điểm 2, tọa lạc tại 5051 66 Street North, Suite A, St. Petersburg, Florida 33709. Số điện thoại 727-258-7288. Số fax 727-258-7244. Email vntpharmacy2@gmail.com. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên lạc dược sĩ Hoài Vi tại nhà thuốc tây VNT Pharmacy. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp về vitamin B.